Deva Shop xin kính chào toàn thể các anh. Hôm nay thì em xin làm một cái video để hướng dẫn các anh cách sử dụng chiếc bật lửa bằng đồng nguyên khối và đánh lửa tự động có cái vòng xoay may mắn này. Đó. Cái phiên bản này thì Zolo đã cho ra mắt vào đầu năm 2020, cho nên là những anh nào mà quan tâm theo dõi Deva Shop thì chắc chắn không còn lạ gì nữa. Và cũng có nhiều anh chưa biết. Nhiều anh mua về nhưng mà chưa biết cách thay đá cũng như là thay bấc. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các anh cách thay đá, thay bấc và cách sử dụng luôn. Nhiều anh mới mua về ấy, thật sự là đánh lửa nó không lên. Bởi vì sao? Đấy, nhiều khi là đánh lửa như này mà nhả ra như này là lửa nó không bao giờ lên được này. Đó, đây, như này không bao giờ lên. Mà cái dòng mà đánh lửa bán tự động này ấy, chúng ta cần phải gạt xuống này. Gạt xuống và nhả tay ra nhanh. Đấy, gạt xuống và nhả ra nhanh thì lửa nó mới đánh, mới bắt được lửa nhá. Đấy, như này. Đó, nhiều anh cứ bấm xuống như này, nhả ra nó không lên này. Bấm xuống này, anh để ý tay nhá, trượt nó lên này. Đó, đấy là cách đánh lửa nhá. Đó, rất là độc đáo. Giờ thì đến cách bơm xăng vào thay đá. Ở dưới mộc đáy này nó có 3 nút. Một nút là để dự trữ đá dự phòng. Thì chúng ta có thể bỏ trong đây 3 viên đá. Trong những cái trường hợp chúng ta đi chơi mà bị hết đá thì chúng ta có thể vặn ra chúng ta thay đá vào. Một nút là để châm xăng này. Và nút ở giữa này là để thay đá. Đó, giờ thì em sẽ vặn từng nút ra để các anh thấy rõ hơn nhá. Nhiều anh không có tô vít ý, thì nhà máy nó sẽ cho một cái bộ để tháo mở như thế này. Đó, đi kèm là bộ tháo mở như thế này, có thể bỏ móc chìa khóa xe, rất là tiện lợi. Em có tô vít thì vặn tô vít cho nó nhanh. Đây, bên này là bên lỗ để đá dự phòng nha, nó sẽ là một cái lỗ thôi, nó không có chức năng gì, mỗi là để đá dự phòng và để trang trí thôi. Đó, cái nút ở bên ngoài cùng này là cái nút để châm xăng. Bạn la này, nhìn thấy bấc này. Đó, nhìn thấy bông này. Bông bên trong này châm xăng vào đây là sẽ đánh được lửa nhá. Mua về chỉ cần châm xăng vào là đánh được lửa thôi. Đó. Còn khi nào mà dùng tầm 1 đến 2 tháng thì chúng ta cần thay đá thì chúng ta sẽ vặn cái ở giữa này ra. Bên trong này nó sẽ có một cái lò xo này. Đó, có một cái lò xo. Chú ý vặn ra thì các anh ghi tay nhé, khỏi mất cái này là dở đấy. Đó, đá thì nó sẽ ở trong này. Đó. Hết đá thì chúng ta chỉ cần bỏ đá mới vào thay thôi, rất là đơn giản. Còn thay bấc thì sao? Thay bấc thì nó sẽ khó hơn một chút. Đây các anh để ý bấc nhá, bấc nó đây. Nếu như các anh đốt mà sử dụng xăng nó không chuẩn ấy, một thời gian bấc nó sẽ bị cháy đen. Chúng ta có thể kéo bấc lên, dùng kìm hoặc là một cái gì đấy chúng ta kéo bấc lên này. Đây, kéo bấc lên này, sau đó cắt những cái màu đen đi là được. Còn trong những cái trường hợp mà chúng ta kéo hết sạch rồi mà chúng ta cần phải thay mới ấy, thì chúng ta sẽ vặn thêm cái nút ở giữa này. Đây anh thấy này. Đây, ở giữa này nó có một cái nút đồng này. Và cái miếng để chúng ta tháo mở này nó sẽ có một cái để vừa nhé. Đây, cái vừa khít này. Đó, cái này vừa khít cái trong này này. Và những cái đầu này nó cũng sẽ vừa khít những cái bên cạnh này. Cho nên là các anh đừng để mất cái này nhé. Đừng để mất cái tháo này. Anh nào có tô vít chuyên dụng như em thì cũng thể dùng tô vít này. Tô vít này nó cũng vừa. Đó, vặn nó ra. Đó, sau khi vặn được cái nút tròn tròn này ra này, thì chúng ta sẽ kéo cái phần đáy này ra. Kéo phần đáy này ra này. Đây. Đó. Kéo thì chú ý khỏi mất cái gioăng ở đây nhá. Các anh kéo chú ý nhá. Ở trong này nó có một cái gioăng này cho nên là giữ xăng rất là tốt. Và để thay bấc thì chúng ta sẽ kéo hết bông ra thôi. Kéo hết bông ra. Đây, bông bên trong này. Kéo hết nó ra. Nhiều khi chúng ta cũng phải rút được cả cái ruột này ra này. Đấy, rút được cả cái ruột này ra. Đó. Đây. Ok, để thay cái bông bấc cho cái này ấy, thì mình có cái bông cái bấc bằng đồng này, thì em chỉ các anh một cái mẹo để các anh có thể luồn vào cái lỗ này nó dễ hơn nhé. Đây, các anh khi mà có cái bấc đồng này chúng ta đẩy cái bấc đồng lên này, ở bên trong nó sẽ có mấy cái sợi cước, kéo sợi cước này lên, đó, sau đó chúng ta sẽ cắt cái phần cước này đi. Chúng ta cắt cái phần cước này đi. Đó, cắt cái phần cước này đi này. Và chúng ta lại kéo lại nó lên. Đó, nó sẽ nhỏ hơn. Nó sẽ nhỏ hơn và nó sẽ cứng hơn. Chúng ta vặn nó lại. Nhỏ và cứng hơn. Chúng ta sẽ dễ nhét nó vào cái lỗ hơn nhé. Đây. Như cái đầu dưới này này. Đó. Đây thì chúng ta sẽ nhét nó vào thôi. Xoắn nó vào. Cắm nó xuống. Nhiều cái sợi bấc nó to nó không vừa thì mình làm cách này nó sẽ đơn giản hơn nhé. Đó, cắm nó vào này. Sau đó dùng kìm hoặc là dùng một cái vật gì đó chúng ta kéo cái bấc xuống. Đã thay bấc thì cũng rất là đơn giản thôi. Những người chưa biết thì nó hơi khó. Những người biết rồi thì nó cực kỳ đơn giản. Đó.
để cho nó một cái lượng vừa đủ này, vừa đủ cái bấc nó chụp xuống này. Đấy. Và chúng ta sẽ kéo cho nó theo hình zig zag giống như thay bấc của Zippo. Đây, để nó zig zag này, hình chữ Z ấy. Đây, bấc nó sẽ đi theo hướng như này, xuống đây sang ngang. Rồi sang ngang tiếp. Đó. Đây, rồi chúng ta sẽ cho nó một cục bông vào đây. Cái này thì xử lý rất là đơn giản thôi. Bác nào làm một hai lần là quen tay, thay cái này chưa đến 5 phút. Cho nó hình hình zig zag nhé. Đó. Đó, cho nó xuống này. Ok, rất là đơn giản, nắp này lại. Đây ở bên trong nó này. Cái này là cái xoay. Nắp mình nắp đúng chiều thì nắp vào được nhá. Đấy. Nó lại nắp cái vào đáy này vào. Đấy, nắp đúng chiều. Đây. Nhớ là phải vặn cái hình tròn này vào nhé. Cái hình tròn này nó để giữ cố định như là tránh bị bay sang ấy. Vặn chặt nó vào. Đó, vặn chặt nó vào. Ok, thay đá này. Đá thì bỏ đá vào này. Lò xo này. À, bên em có cung cấp cả phụ kiện xăng đá Zippo chính hãng. Anh nào mà cần xăng đá Zippo chính hãng thì cứ inbox qua cho em nhé. Tránh những cái trường hợp các anh mua phải xăng dởm, mua bật lửa xịn. Nhưng mà mua phải xăng dởm thì dùng nó cũng không tốt nhé, dùng nó không được ngon đâu. Nên là anh nào cần xăng đá chuẩn thì cứ inbox em. Bình xăng chuẩn hiện tại là 2022. Bên em đang bán với giá là 70.000 một bình xăng. Đó. Đó, đây, đánh được đá này. Giờ châm xăng thì sẽ châm vào bên này. Đây, xăng chuẩn nha các anh nhé. Đó, dùng xăng chuẩn nó vẫn ngon hơn. Vì đá Zippo chuẩn ấy thì là 30.000, bấc là 30.000. Cả combo là 130.000 xăng đá bấc. Đây, châm nó vào này. Một lượng xăng vừa đủ thôi là sẽ đủ để cháy rồi, không cần phải quá nhiều đâu. Đó. Ok. Nãy trời nó hơi mưa tí, các anh thông cảm với em nhé. Đợi xăng nó ngấm lên tí này. Đó, ok chưa anh? Cái bấc này em mới thay nên là nó còn hơi nhìn nó hơi xấu tí. Anh nào mà khéo tay ấy, cắt đẹp đẹp thì bấc nó sẽ nhìn sẽ đẹp hơn nhé. Đấy. Em không được khéo tay cho lắm. Đó, chiếc bật lửa này thì anh nào mà đang cần sở hữu ấy thì bên em còn 10 chiếc. Giá là 350 một chiếc nhé. Mã hiệu là 602, vòng xoay may mắn hình đồng xu. Đấy, bằng đồng nguyên khối. Đánh lửa rất là hay này. Nhiều người không biết đánh lửa sẽ không nên lên lửa đâu. Đây, nếu mà cứ bấm vào nhà line như này không bao giờ nên lửa. Đấy. Nó phải kéo chuẩn này, đấy. Rất là nhạy. Biết đánh thì rất là nhạy. Giá là 350 nhá các anh nhá. Anh nào quan tâm thì cứ bình luận xuống phía dưới video. Cảm ơn các anh đã xem video. Anh nào mà cần em hướng dẫn những cái sản phẩm bật lửa như thế nào nữa thì cứ bình luận xuống phía dưới video này nhá. Em sẽ làm video để phục vụ các anh. Chân thành cảm ơn các anh.